Xin chào tất cả mọi người, là Dia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm sự cùng người lạ. Chắc hẳn ngày hôm nay thì các bạn cảm thấy rất là lạ khi mà Dia lại phủ lên một cái màu mới, một cái màu có vẻ hơi trầm tĩnh hơn so với Dia của thường ngày. Mọi người thường biết đến kênh của Dia với những cái sự hóm hỉnh, với những lời nói vui vẻ, với những hình thái của nụ cười. Nhưng mà ở một cái góc cạnh khác thì Dia muốn cho các bạn cảm nhận được rằng là ở trong cái kênh này, ở tại cái kênh của Dia thì cũng có những cái cung bậc trầm lắng khác. Mà một trong những cung bậc trầm lắng được thể hiện ở đây chính là trong mục Kể đi, đi nghe. Trong khoảng thời gian vừa qua thì Dia cũng đã gửi một số cái lời yêu cầu, gọi là mong mỏi đến các bạn, rằng mong rằng các bạn có thể gửi cho Dia những cái câu chuyện về bản thân của các bạn, hoặc là những cái bài học mà các bạn đã rút ra được trong cuộc sống. Và thật bất ngờ, Dia đã nhận được rất rất nhiều câu trả lời, rất rất nhiều câu chuyện được gửi từ mọi miền đất nước về với Dia. Và Dia không tài nào có thể trong một tập mà có thể kể hết cho các bạn được. Cho nên cho Dia xin phép trong mỗi tập, Dia sẽ chọn một vài bạn nào đó ra, một vài cá nhân, một vài câu chuyện điển hình, để chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của bạn ấy, cùng xem những cái khó khăn mà bạn ấy đang gặp phải là gì, và cùng cho họ lời khuyên nhé. Trong tập đầu tiên này, với một bạn nữ đầu tiên gửi về cho chương trình chúng ta, bạn ấy tên là Jessie, ngày sinh 1 tháng 1 năm 98. Câu chuyện của bạn là: dường như tôi đang có cảm giác thích lại một người bạn, một người bằng tuổi. Thật hiếm hoi, bằng tuổi mà có cảm xúc lại đã hiếm. Nhưng hiếm hơn lại là đã từng crush và rồi uncrush người khác. Mình và bạn đó có nhiều điểm chung, từ ngành nghề nè, sở thích, tư duy, và nhất là một số vấn đề ngay tại thời điểm này. Tuy nhiên vẫn có cái gì đó rất là khác biệt, vẫn rất có cái gì đó riêng tư mà hầu như không thể kết nối theo một kiểu có thể tiến đến yêu đương được. Và yêu đương ư, thật nực cười, đó cũng chính là thứ ngay lúc này chúng tôi, cả hai chúng tôi đều không hứng thú, thậm chí không hề muốn dính vào. Nghe đến hai từ trai gái hay yêu đương, chỉ phát ngáy và lắc đầu. Nếu hỏi có cảm xúc không, ở cả hai, mình tự tin có, chắc hẳn là có, vì trái tim của mình mách bảo điều đấy. Nhưng có những thứ màu sắc, có những thứ thông điệp mà khi hòa vào nó, không thay đổi, nó đặc quánh và đen kịch, nhấn chìm bạn. Đúng, có cảm giác yêu, nhưng không phải là yêu. Bạn ấy cũng thế, mình cũng thế. Mình và bạn ấy thuộc tuýp người hơi khó hiểu, luôn dành cho mình những không gian riêng tư, hay mình thường gọi đó là dark. Nhưng không hiểu gì lý do gì, giữa lúc lòng mình không mưu cầu chuyện tình yêu, thì thứ cảm xúc này lại len lỏi vào mình nhẹ nhàng và tự nhiên. Không hề là mình mệt mỏi hay nặng nề, nhưng làm mình bất giác nhận ra dường như có một thứ gì đó đang lớn dần lên trong trái tim này. Mình tưởng rằng mình đã không còn thể yêu ai nữa, và đôi lúc mình cũng không dám nhận đó là tình yêu. Đối với mình, tình yêu xa xỉ lắm. Trải qua biết bao nhiêu cuộc tình, giờ mới ngẫm nghĩ lại, có một câu nói rất nổi tiếng: mỗi cuộc tình trôi qua, chúng ta chỉ ngỡ đó là mỗi cuộc tình, nhưng rồi ngẫm lại mới biết rằng đó là cả cuộc đời. Tình cảm đối với người này mình cũng không chối bỏ, nhưng cũng không đủ sức phủ nhận nó hay thừa nhận nó. Nó là gì mình cũng chẳng biết, mình nên làm gì mình cũng chẳng biết. Theo Dia, ngay lúc này mình cần nên làm gì? Ok, câu chuyện đầu tiên đến từ bạn Jessie. Chúng ta có thể nhìn thấy được rằng bạn này đang khá là nặng nề trong chính câu chuyện của bạn. Có vẻ như bạn ấy đang rất đau lòng, hoặc
bạn ấy đã chịu rất nhiều nỗi đau, cho nên Dear cảm nhận được đâu đó trong bạn có cảm giác sợ hãi tình yêu. Nhưng khi tình yêu gọi tên bạn, đối với mối quan hệ này, có lẽ vì có quá nhiều điểm chung và cũng vì có quá nhiều những điểm khác biệt mà bạn chưa nhận ra ở người kia. Bạn cảm thấy những điểm khác biệt đó có thể đe dọa đến bạn, cho nên bạn Jessie của chúng ta vẫn chưa sẵn sàng mở lòng ngay lúc này. Bạn nên làm gì ngay lúc này ư? Hãy cảm nhận trái tim của mình, hãy lắng nghe nó. Có thực sự bạn đã sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới hay chưa? Hãy trả lời cho câu hỏi liệu bạn có hạnh phúc nếu bắt đầu mối quan hệ này không? Hay rồi kết thúc mối quan hệ này, các bạn lại tiếp tục sợ yêu? Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim tôi rung động. Giờ những đôi thay bất ngờ, rồi những đam mê dại khờ, rồi nhận ra anh phố chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Giờ những yêu thương trong ta, giờ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại chán nhau phù phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những rồi nhận ra anh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngày lần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Giờ những rồi ngày mai lại tránh nhau phù phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở, rồi những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại.
qua chúng ta vừa nghe xong câu chuyện mà bạn Jesse đã gửi về cho Dia, và cũng như Dia cũng có gửi một cái bài hát nho nhỏ mà Dia tự hát đến với mọi người. Bởi vì Dia không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, và hẳn rằng là Dia muốn rằng trong cái clip này sẽ đem đến cho mọi người cái cảm giác đi giữa Sài Gòn cùng với Dia, cùng với Dia kể chuyện, cùng nghe Dia kể chuyện, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau. Sau câu chuyện thứ nhất từ bạn Jesse, chúng ta đến với câu chuyện thứ hai của một người bạn mang tên là Gia Tuấn. Bạn này sinh ngày 1 tháng 6 năm 1999. Kể năm 1999 ra nghe nó dài dòng quá. Câu chuyện của bạn như thế này. 0 giờ, ngồi trong quán búp trên đường Hồ Xuân Hương. Lũ bạn lâu ngày vẫn hỏi: sao mày chưa có đứa nào vậy? Đồ nhát gái. Anh chỉ phì cười. Sáng dậy, anh vẫn nghĩ về em. Giận mình không vội tìm người mới như em vội sang ngang. Anh quên, quên cách bắt đầu một tình yêu như ngày xưa. Nhưng thật sự anh không quên. Rõ ràng là anh không biết mình đã quên em hay chưa, mình đã quên cuộc tình này hay chưa. Pudding thì không giống bánh flan, nó có rất nhiều công thức, nhưng chỉ cần ăn là của em. Công thức nào cũng sẽ ngon, công thức nào cũng sẽ ngọt như pudding và flan vậy. Em đã tỏ tình với anh như thế. Em đã cho anh một mối tình đầu thật đẹp, rồi em rời bỏ anh đi. Anh không biết cách bắt đầu một tình yêu khác. Đúng hơn, anh không bỏ yêu pudding được, cũng như cách anh không thể ngừng yêu em, và cũng không thể học cách quên em bằng một món tráng miệng khác. Hơn ai hết, anh biết pudding đa dạng thế nào, nhưng hương vị nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể cùng đĩa với cái bánh plain kia. Giống như anh và em vậy. Câu chuyện thật là buồn. Bạn này gửi đến chúng ta một cái câu chuyện có một cái sự so sánh giữa một cái bánh pudding và một cái bánh plain. Có thể rằng là bên ngoài nhìn chúng khá là giống nhau, nhưng khi thưởng thức thì từ công thức nè, mùi vị nè, thì nó cũng đã đều khác nhau rồi. Và cũng chẳng bao giờ người ta đặt một cái bánh plain gần một cái bánh pudding cả. Giống như cái việc bạn này nói rằng là không bao giờ bạn này có được cái cô gái mà bạn này từng theo đuổi. Nhưng mà có vẻ cái chàng trai Gia Tuấn của chúng ta ở đây, bạn ấy đã quá là bi thương trong chính câu chuyện của mình. Đối với Dia, những cái điều trong quá khứ của các bạn rất là đẹp, vậy thì bạn hãy giữ những cái câu chuyện đó lại, hãy giữ những cái ký ức đó lại. Ký ức đẹp, hãy giữ lấy đó. Tương lai thì bạn vẫn phải bước tới. Đừng vì những thứ trong quá khứ mà bỏ quên những điều ở tương lai sẽ chờ đón bạn. Có thể ở mối quan hệ này bạn chưa tìm được một tình yêu đúng đắn, nhưng hãy nhớ rằng tình yêu sẽ đến vào lúc mà bạn không ngờ nhất, có phải không? Cho nên vì thế, Gia Tuấn à, bạn phải mạnh mẽ lên, bạn phải tiếp tục cười tươi và đón nhận tương lai, để rồi một ngày nào đó chính bạn, chính cái pudding như bạn đó sẽ có một món pudding khác kế cạnh bạn, hoặc sẽ có một cô nàng mứt dâu chẳng hạn, hoặc một cô nàng Việt Quốc chẳng hạn đi cùng với chiếc pudding của bạn. Chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh, sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành. Khẽ lướt qua tim mình, ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông, sẽ lại thấy trời xanh rất rộng. Nắng khẽ soi trên đầu, và khi anh hoàng hôn chưa tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây. Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút.
cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ xa rời. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy từng nhịp bước chân băng trên con đường kia rất quen thuộc. Kia xưa kéo về trên từng góc phố, những hàng cây mà ta đã qua, những chiều mưa ngồi dưới mái hiên nhà. Sẽ mãi không quên được, và khi anh ngoan ngoãn chờ ta, bóng đêm dần xuống nơi đây. Tôi sẽ không là tôi như hôm nay. Tràn bóng đêm mây trong lòng tôi chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ xa rời. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Xong rồi cùng giấy đia qua những cung đường quận nhất Sài Gòn. Chúng ta đã nghe xong câu chuyện của bạn Nam vừa rồi. Và câu chuyện tiếp theo vẫn là một câu chuyện đến từ một bạn nam khác. Bạn này tên là Hiếu Kiên. Hiếu Kiên sinh ngày 24 tháng 11 năm 95. Câu chuyện của bạn ấy như sau. Gia đình tôi có hai anh em trai, nhưng thứ duy nhất tôi giống với anh hai mình, có lẽ chỉ là mỗi cái họ. Tôi thì hiền lành, lại luôn nghe lời ba mẹ, nên ba mẹ tôi cưng chiều hết mức. Anh tôi thì khác, anh tôi cá tính. Anh vẫn chưa gặp mặt ba từ cái lần cãi nhau gần nhất. Mẹ tôi từng bảo với anh, lông bông như con á, làm sao mà lấy được vợ hả? Anh tôi thì chỉ đáp rằng, trời ơi mẹ lo gì, phụ nữ chiếm một nửa dân số, cần gì phải lo. Dẫu vậy thì mối quan hệ giữa hai anh em tôi vẫn rất tốt. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau để anh gửi đồ về cho ba mẹ. Chúng tôi luôn chọn cái quán cà phê trên đường Trương Định mà anh tôi thường nói vui là cái quán ế nhất Sài Gòn. Đó cũng là nơi mà một thằng nhát gái như tôi được đào tạo để có cô bạn gái đầu tiên, người mà tôi đã từng yêu nhiều đến mức mặc kệ lời khuyên của anh trai mình. Lúc đó tôi nghĩ một người như anh trai, mỗi ngày cặp một cô, mỗi tháng cặp 30 cô, thì biết gì về tình yêu mà nói chứ. Đó là mối tình đầu tiên của tôi vào năm lớp 10. Tôi bây giờ cũng chẳng nhớ lý do chia tay, nhưng tôi chỉ nhớ một thứ là mình đã rất đau khổ khi kết thúc mối quan hệ ấy. Chỉ nhớ ra là tôi đã khóc rất nhiều khi hỏi anh hai, anh à, liệu không có tình yêu chúng ta có sống được không? Anh hai tôi nói, đương nhiên là được, đừng lo, gái đâu có thiếu, nửa dân số Sài Gòn là 4,5 triệu người đó em, trong đó gần như là có 1.000 đứa tầm tuổi mày, trừ những đứa có gia đình hay có bạn trai, rồi trừ thêm những đứa mà bạn mày thích, dòng họ là 40.000 nữa, thì phụ nữ vẫn chiếm một nửa dân số, yên tâm đi nhóc con. Khi đó anh tôi đã đáp như vậy. Đó là thời điểm mà anh tôi đang quen chị Thảo, cũng xinh đẹp như mấy chị trước tôi từng gặp. Rồi một tháng, hai tháng anh vẫn cặp kè với chị. Tôi hỏi anh có yêu chị Thảo không, anh gõ đầu tôi. Phụ nữ thì chiếm một nửa dân số,
yêu một người có phí quá không mày? Yêu nhau được 7 năm và rồi chị ấy quyết định theo gia đình ra nước ngoài định cư. Ngày tiễn chị ấy, anh tôi nhìn máy bay mất hút lên trời, nhẹ nhàng nói: không có tình yêu, chúng ta vẫn cứ sống được đó thôi. Từ đó đến nay, anh ấy vẫn chỉ thui thủi một mình. Phụ nữ chiếm một nửa dân số thì sao? Cuối cùng, tôi nghiệm ra được một điều. Quan trọng nhất, người ở cạnh mình phải là người mà mình yêu. Câu chuyện của bạn Hiếu Kiên này thì đó là một câu chuyện đến từ câu chuyện tình của anh trai bạn ấy. Và cũng một chốc lát gì đó, có một màu gì nào đó cũng nói về cái câu chuyện tình năm lớp 10 của bạn ấy. Đi cảm nhận được rất là sâu sắc về cái mối quan hệ của anh trai bạn ấy với cái chị Thảo này. Có thể rằng là anh trai bạn này á, bên ngoài sẽ là một cái bạn rất là bad boy, một chàng trai sốc nổi, một chàng trai ăn chơi một chút xíu, phong trần một chút xíu. Nhưng mà thật sự đây là một linh hồn cô đơn. Thật sự đây là một chàng trai của những nỗi buồn. Bởi vì hẳn rằng mạnh miệng đó, hẳn rằng nói là không cần tình yêu đó, nói là không có tình yêu thì vẫn sống được đó, nhưng mà tới cái kết cuối cùng, anh ấy vẫn nhìn theo cái chuyến bay kia, nhìn theo cái chuyến bay mất hút trên bầu trời kia, nhìn theo chuyến bay chở cả tình yêu, chở cả một góc thanh xuân của anh ấy trên bầu trời xa xăm kia. Thật ra những mối tình ai rồi cũng sẽ phải lớn lên. Những mối tình rồi sẽ có những cái ngã rẽ riêng, rồi sẽ có những mối tình đơm hoa kết quả, để rồi nó sẽ trở thành những mối quan hệ lâu dài, những mối quan hệ tri kỷ, những mối quan hệ trăm năm. Rồi cũng sẽ có những mối tình dở dang, những mối tình bỏ ngỏ, những mối tình một hướng. Tình yêu vẫn sẽ đẹp nếu bạn biết cách nhìn theo hướng tích cực, nếu bạn nhìn được cái đẹp của nó. Vậy thì hãy yêu nó, hãy yêu những gì bạn đang có, để một khi bạn mất đi, để một khi một ngày nào đó thứ quan trọng nhất của bạn không còn nữa, bạn cũng không hối tiếc. Phụ nữ chiếm một nửa dân số thì đã sao? Đúng, điều quan trọng vẫn là có người mình yêu. Năm tháng trong cuộc đời mình cứ ngỡ qua như chuyện tình. Anh đã hiểu được điều gì nằm ở phía cuối nỗi đau. Bầu trời trong xanh, nàng đẹp lòng lành, và đôi môi anh đang nói rằng mình phải xa nhau. Trái tim em cần gì? Thật lòng đi, anh chưa từng là con người em muốn. Anh cố gắng rất nhiều, anh yêu em rất nhiều, nhưng chừng đó chẳng đủ để thay đổi. Yêu thương chưa bao giờ say hết, chưa bao giờ anh quên, mà lời nói chia tay anh là người phải nói. Hôm nay có những đêm chỉ mong được thấy em trong lúc say, xem khi ấy người sẽ thật lòng bật tiếng kêu tên ai. Yêu thương chưa bao giờ kết thúc, anh vẫn còn yêu đấy thôi, dù chẳng có lỗi gì khi để mất nhau, nhưng chỉ là
vòng tay anh chẳng đủ lớn giữ lấy em. Yêu thương chưa bao giờ kết thúc, anh vẫn còn yêu đấy thôi. Dù một nửa yêu thương kia nằm lại quá khứ xa xôi, những kỷ niệm chất trên con thuyền dây. Rong ruổi Sài Gòn là một trong những thú vui của Đi. Đi rất là thích ngồi sau xe một ai đó, xong rồi đi vòng quanh bát phố, dạo quanh Sài Gòn như thế, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn đông tây kim cổ, rồi hát cho nhau nghe những bài hát bâng quơ. Vậy là Đi đã đem những cái cảm xúc mà Đi yêu thích gửi trao đến các bạn rồi đó. Tiếp theo sẽ là phần gửi trao cảm xúc của một bạn nữ. Bạn này tên là Phượng. Phượng sinh ngày 18 tháng 7 năm 99. Câu chuyện của bạn Phượng như sau. Mình vừa trải qua một khoảng thời gian cực kỳ mệt mỏi. Đầu tiên mình phải dừng lại việc học năm 3 đại học vì học trái ngành và mình không thể theo được nữa. Mình kể ra thì ai cũng tiếc và trách sao mình không học tiếp tục. Thế là mình nghỉ học đại học sư phạm. Trong khoảng thời gian đưa ra quyết định nghỉ học, mình còn vướng phải một điều bận lòng nữa, đó là chia tay một người yêu cũ 5 tháng rồi. Bọn mình yêu xa Bình Dương và Bắc Ninh. Họ cứ trách móc mình các thứ, dù mình đã là người chủ động bay ra Bắc để gặp họ. Đúng lúc đó mình gặp một chàng trai, vô tình thôi, vô tình một cách thiên ý sắp đặt. Một đêm mình không ngủ được, mình nghịch chat.vn mãi đến sáng rồi mới mở lại rép tin. Anh chàng này bằng tuổi mình và đặc biệt anh ấy ở Sài Gòn. Lúc đó là lúc mình vẫn đang nghỉ dịch Covid. Bọn mình nhắn tin qua lại tìm hiểu nhau. Bạn ấy khá đồng cảm với mình. Bạn ấy còn nói tụi mình sẽ yêu nhau khi mình thật sự quên và không vướng bận người cũ nữa. Rồi bọn mình hẹn gặp nhau. Anh chàng ấy chạy lên chỗ mình 24 tháng 7, ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau, cũng là ngày đầu tiên bọn mình chính thức yêu nhau. Kể thì cũng buồn cười, yêu nhau nhanh, chia tay thì cũng nhanh. Bạn ấy hứa với mình rất nhiều, nào là chở mình đi Vũng Tàu, ngắm bình minh, đi nhà thờ, cầu nguyện với chân Chúa. Đặc biệt là tụi mình đã nói rõ nếu quen nhau được 4 tháng sẽ dẫn về ra mắt gia đình. Chính vì điều ấy mà mình yêu người đó rất nhiều. Yêu mãnh liệt, yêu không lý do. Ngay từ lần gặp đầu tiên là mình sẽ có linh cảm mình và người ấy sẽ đi cùng nhau suốt đời. Bạn ấy là một người con trai kỳ quặc. Đụng chuyện là bạn ấy im lặng rồi cho qua. Trong khi mình lại khác, mình luôn muốn làm rõ mọi chuyện. Làm rõ cốt là để cả hai hiểu nhau, là kệ, là để cả hai sửa sai. Thế là tụi mình chia tay đúng sau một tháng quen nhau. Sau chia tay mình vẫn ở bên bạn ấy, vì bạn ấy nói rằng muốn giữ mình bên cạnh, để bạn ấy muốn yêu sẽ có mình, vì hiện tại bạn ấy vẫn chưa yêu được. Mình đồng ý. Nhiều lúc bạn ấy nói không có tình cảm với mình, chỉ có ít trên tình bạn một chút xíu thôi, nhưng nó vẫn không phải tình yêu. Sau chia tay mình cũng có hẹn gặp bạn ấy ra vài lần, nhưng vì hôm đó, nhân một ngày, hôm đó là ngày làm xong thủ tục nghỉ học, ban đầu bạn ấy chả nói gì, cứ im im rồi hỏi mình đi xem phim không. Hai đứa đi xem phim, chính bạn ấy là người chủ động nắm tay, ôm, hôn mình. Thật sự nếu mình không có tình cảm, nếu đã không có tình cảm thì sẽ không làm như vậy. Đặc biệt là lúc mình đến nhà họ vào ngày hôm sau, họ chính là người chủ động gần gũi với mình, tay kề má ấp. Mình thật sự không hiểu tình cảm họ dành cho mình là gì. Chỉ là thể xác thôi ư? Mình chỉ là một món đồ chơi chăng? Sau ngày đó mình không còn liên lạc nữa. Họ nói đừng chờ họ,
vì họ cảm thấy họ còn yêu người yêu đầu tiên dù đã chia tay người đó được 2 năm. Mình là người thứ ba họ quen. Phi lý đến mức mình không thể tin được. Nếu đã còn yêu người yêu đầu thì sao có thể quen người thứ hai và đến với mình là người thứ ba được cơ chứ? Rồi mình trở về nhà, tụi mình xa nhau. Khoảng thời gian ấy cực kỳ kinh khủng. Mình như bị stress giữa học tập và tình cảm bạn ấy dành cho mình. Mình muốn điên lên. Tất cả một tháng mình tĩnh tâm và ổn định lại. Hiện tại mình đã đăng ký học trung cấp để lấy cái bằng. Thật sự mình vẫn còn chờ họ quay về. Mình muốn thực hiện những lời họ hứa với mình. Không biết sự chờ đợi của mình có kết quả tốt hay không, vì mình thương họ quá nhiều. Cảm ơn Dear rất nhiều đã mở ra chuyên mục này để giúp mình giải tỏa những phiền muộn bấy lâu nay nha. Dear cảm nhận một cái nỗi đau sâu sắc đối với cái bạn này á. Dear muốn trách bạn nhưng mà không nỡ trách. Và cái người mà đáng trách á là cái bạn nam này. Cái bạn này quá là tàn độc trong tình yêu. Như bạn này đặt ra một câu hỏi rất là hay đó. Nếu mà vẫn còn yêu người đầu tiên thì làm sao bạn nam này có thể tiến đến người thứ hai, và rồi nỡ lòng nào giày xé con tim của bạn này là một người thứ ba nữa. Và liệu đây có phải là tình yêu đích thực hay không? Những lời trăng hoa, những lời ngọt ngào người ta có thể dễ thốt ra, nhưng mà liệu tình yêu có bền chặt hay không? Bạn này ôm rất là nhiều trăn trở. Hết những bất ngờ này đến nghịch cảnh khác. Từ nghịch cảnh bạn ấy nhìn ra được rằng cái con đường nghề nghiệp của mình chọn là sai. Rồi thì cuộc đời lại đưa bạn ấy đến một cái mối quan hệ tiếp theo. Đó chính là cái sự lựa chọn yêu đương của bạn ấy cũng sai nốt. Vậy thì ngay lúc này bạn Phượng phải làm sao đây? Phượng à, Lia nghĩ bạn còn rất là trẻ. Sở dĩ những cái sự trẻ người non dại là chắc chắn sẽ có thôi. Bạn đến với cái người này bằng những cái tình cảm rất là trinh nguyên, bằng những cái tình cảm rất là đông đầy. Đi cảm nhận là đi rất là trân trọng những điều mà bạn đã làm, những điều mà bạn đã đối xử với tình yêu của mình. Bạn rất là yêu nó. Nhưng mà có lẽ cuộc đời mà, tình yêu mà, có ngọt ngào thì cũng có đắng cay. Chẳng qua hãy nghĩ rằng mình là người sẽ nếm trái đắng trước, để sau này rồi mình sẽ tìm lại được hậu vị của sự ngọt ngào. Đi mong rằng đối với những mối quan hệ tiếp theo, Phượng sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn cho mình một tình yêu đích thực, Phượng nha. Xin lỗi em, bao nhiêu ngày đã qua. Xin lỗi em về chuyện tình hai ta. Vì mình không thể cố chấp tin rằng tình yêu một mãi sẽ lớn lên bằng những tháng năm tim chưa từng rung động. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em, nói với em sẽ mãi ở bên em. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay, y ta lạc mất tài. Mình rời xa nhé, hỡi tin ai, hỡi sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn ai. Đừng chờ anh nữa, hãy quên ai. Năm tháng nhạt nhạt chuyện mình rồi cũng sẽ qua. Xin lỗi em, anh đã lừa dối. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất ai. Mình rời xa nhé, hỡi tin ai, hỡi sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn ai. Đừng chờ anh nữa, hãy quên ai.
chuyện thật là buồn lòng của bạn Phượng thì Đia cảm nhận mình có một cái nốt trầm xuống. Nhưng mà khi lướt qua cái câu chuyện của cái người bạn tiếp theo sau đây thì Đia lại càng thấy một cái nỗi đau thắt quặn hơn nữa. Người bạn của chúng ta với cái biệt danh tên là Minky. Bạn này, bạn Minky sinh ngày 8 tháng 7 năm 95. Vẫn là một một người bạn cung cự giải. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều những người bạn cung cự giải đối với chúng ta ha. Cái người bạn này chia sẻ cái câu chuyện của mình như thế này. Giờ mình đang sống một mình ở nước ngoài. Mình đang đi du học nên chẳng biết phải tâm sự với ai nữa. Tự nhiên thấy Đia để cái link nên mình muốn ít ra sẽ được trải lòng với ai đó về chuyện tâm tình, tâm linh hay số phận. Nếu câu chuyện có nặng nề thì mong đi bỏ qua. Cuộc đời vốn vô thường quá đi à. Mình và bạn trai quen nhau được cũng đã lâu. Bạn trai mình thì vừa mới mất mấy hôm qua. Anh ấy mới dọn dẹn 23 tuổi, một cái độ tuổi xuân xanh. Mình đón nhận cái tin bạn trai mình ra đi như sét đánh, ngỡ ngàng và bàng hoàng. Với cái độ tuổi xuân xanh ấy, một độ tuổi mà bao nhiêu người con trai khác đang hừng hực lửa cháy để xây dựng tương lai cho bản thân, lao đầu vào yêu đương hay ước mơ một ngày mai tươi sáng, thì người bạn mình lại phải rời xa nhân thế. Một người to khỏe, từ lúc phát hiện bệnh ung thư đến lúc qua đời dõng dạc 2 tháng. Thần chết đúng là biết cách trêu đùa người khác. Một tháng trước là lần ôm cuối cùng khi mình tiễn biệt bạn ấy ở sân bay mà đi về nước ngoài. Hai người khóc rất nhiều. Mình nào biết đó là cái ôm cuối cùng và đó cũng là cái ôm từ biệt. Từ biệt một mối tình đã lâu, từ biệt một mối tình mà sau này sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Một người con trai 23 tuổi, chỉ 23 tuổi thôi, vì sao cuộc đời lại quá đỗi cay nghiệt như vậy cơ chứ. Thật hụt hẫng, bất lực. Và đôi khi mình cảm thấy hơi oán hờn cuộc đời này. Mình từ nhỏ cũng chỉ sống một mình, xa bố mẹ, những tưởng sẽ được ở bên bạn ấy, sống vui vẻ đoạn đường sắp tới. Giờ cũng chỉ biết tự nhủ rằng số trời đã dậy rồi. Đọc câu chuyện của bạn Minky, đi cảm nhận rất là đau lòng. Cách đây không lâu thì mình cũng vừa mới tiếp nhận một cái câu chuyện khá là buồn từ một cái người chị. Một cái người chị cũng dường như bằng tuổi với người bạn của bạn thôi. Chị ấy cũng mất. Chị ấy mất một cách rất là đột ngột. Chị ấy mất trong một cái chuyến tai nạn giao thông. Trong một cái chuyến đi và trong cái tai nạn giao thông đó thì chị ấy mất. Mất ở một cái độ tuổi rất là xuân xanh. Một người con gái đẹp, trẻ, tài năng, hiền lành, nết na, thùy mị, mà lại mất ở một cái độ tuổi xuân xanh. Giống như bạn mô tả người bạn trai của bạn là một người to khỏe, một chàng trai gạm dở với những cái ước mơ hoài bão, vậy mà phải ra đi ở cái lứa tuổi xuân xanh 23 tuổi. Đi biết ngay lúc này trong lòng bạn vẫn sẽ có gì đó rất là trống rỗng. Hụt hẫng có đó, đau buồn có đó, nhưng chính cái sự trống rỗng mới là cái điều đáng sợ. Bạn cũng chia sẻ rằng là từ nhỏ bạn chỉ sống một mình với bố mẹ thôi. Đi cảm nhận được đó, một cái sự khao khát tình yêu, khao khát tiếng cười, khao khát cái người bên cạnh. Đi nói đến đây thôi mà thật sự là đi muốn rưng rưng nước mắt rồi. Đi nói đến đây thôi mà đi rợn hết da gà lên vì cái câu chuyện của bạn nó quá là xúc động đến đi đi. Minky, bây giờ bạn phải hiểu được rằng á, ông trời, người ta có câu á, trời kêu ai nấy dạ. Có thể rằng cái người bạn của bạn á, cái duyên của họ chỉ đến đây và thôi. Bạn hãy nghĩ rằng bởi vì là họ không có mắc nợ trần đời quá nhiều, cho nên là ngay cái độ tuổi này họ ra đi, họ sẽ nhẹ nhõm hơn. Và rồi ở một cái thế giới khác, ở một cái thế giới tâm linh khác, họ sẽ có một cái sự chuyển kiếp. Nếu bạn tin có một cái kiếp sau,
hoặc họ sẽ có một cái, họ sẽ ở thiên đàng, họ sẽ ngắm nhìn bạn ở tại cái nơi thanh tịnh đó, ở cái nơi bồng lai đó, một cái nơi cao xa đó, thì họ sẽ nhìn thấy bạn, họ sẽ dẫn dõi theo bạn. Nên bạn đừng lo, những cái người này họ dẫn sẽ dõi theo bạn. Bởi vì thế bên kia bạn phải sống thật mạnh mẽ, hãy sống, sống luôn cả phần tuổi trẻ của người bạn trai mình. Hãy nhớ điều đó nhé. Còn ngay lúc này, đi chẳng biết nói gì hơn là lời chia buồn sâu sắc đến bạn. Và đi mong rằng bạn có thể mau chóng phục hồi những cái vết tổn thương sâu trong lòng của mình. Hoa tàn, cánh hoa rụng rơi giữa đời, chẳng còn nhìn nhau thoáng trước, vậy thôi mình đành xa nhau. Nắng nhà, nắng phai hàng mi u buồn, từng giọt sầu dần ký ức, sao đành và ai quên đi. Gặp lại nhau khi mùa hoa nữa nhé. Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt. Chuyện đời đâu ai nào hay biết trước. Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau. Mình gặp nhau khi mùa hoa nữa nhé. Xin đừng, đừng nói chia ly. Hoa tàn, cánh hoa rụng rơi giữa đời, chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc, vậy thôi mình đành xa sâu dần ký ức, sao đành phải quên đi. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt. Chuyện người đâu ai nào hay biết chứ. Chẳng thể tìm thấy nhau. Gặp lại nhau khi mùa hoa nữa nhé. Xin đừng, đừng nói chia ly. Gặp lại nhau khi mùa hoa nữa nhé. Xin đừng, đừng nói chia ly. Hành trình rong ruổi Sài Gòn đến đây cũng đã kết thúc. Đi biết rằng các bạn vẫn đang rất mong mỏi để lắng nghe những câu chuyện tiếp theo, nhưng thời lượng của chúng ta thì có giới hạn. Mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục đón xem những tập tiếp theo của Kể Đi Đi Nghe, và hãy tiếp tục gửi cho Đi những câu chuyện về link đăng ký ở phía dưới phần mô tả, Đi có để sẵn ở đó. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo.